Hello mọi người. Nói vậy. Hết rồi. Cái gì vậy Nghiệp? Mình phải kiếm góc sao nhìn cho rõ. Em xoay vậy chóng hết cả mặt thì có ấy. Xuống dưới đi.
Sao tự nhiên thấy mát dữ vậy ngoài? Bộ tay chị nó phải mát chứ em. Lại sống lưng à? Không, cái đó khác à. Thank you.
Đứng vậy em chịu được lâu không? Em đứng là cho nó thoải mái mà được quay. Ủa tội gì phải đứng vậy?
Không hề luôn, không hề đau luôn. Hả? Pha nào cũng vậy, không hề đau. Cục mụn nó có vậy đâu mà pha nào cũng vậy. Ủa thì hết rồi thì đi chỗ khác đi chứ, để làm cái gì? Bẻ em không đỡ kịp luôn á. Thank you.
của cái gì mà vậy? Không, em bất ngờ. Cho chị cái nữa nè. Bye bye. Bye chị.